quang song nhan thân kỳ diệu quang minh chứng đan duyên nga thích tăng cung sàng kim phượng hoàng thần phật thánh chúa tiên trung vương tài mã dâng lên kim ngân tài mã dâng lên trên đường thanh cả chèn biên danh danh kề cho như từ trường sinh Ông dê
bao vạn tượng nguy nguy đáng đáng. Giật vân vô cùng phủ lịch hạ thầm ngưỡng càng cao. Viên hữu Việt Nam quốc cư tại Hà Nội thành. Thanh trì huyện tả thanh ngoài lộ tứ thập tứ hàng gia cư đầu khu mẫu thoại linh tử cư thượng phụng Phật. Thanh yên cúng giảng xuân thiên thượng nguyên tiếp giới tâm thành mộ đạo tu thiết đàn duyên phát tấu biểu quan thỉnh Phật tuyên kính cung minh tứ phủ xuất thủ trình đồng. Cao hiến sơn trang bái tiến thiên quan tâm thành cầu đảo nguyện cầu bản mệnh bình an thiên căn định số. Tâm linh định chính gia nội nhân khang vật thịnh lộc tài vượng tiến đồng gia cử tiểu. Là nghiệp an cư tâm yên trường rõ sự. Kim bảo an thủ nhang phúc linh điện mộc ân thanh đồng nguyễn thị phúc bản mệnh sinh linh tỷ niên. Đại tâu dẫn trình đệ tử Trần Thị Bích Liên bán bệnh sinh ất sử niên hành căn tứ thập tuế y căn mệnh đáng. Dục báo bình an cung cờ các khánh cẩn thủ kim nguyệt các nhật tu thiết đàn viên kim cân tài mã la liệt tịnh cung phu trần cẩn cụ sơ văn kiền thân thượng tâu. Cùng di nam mô tận thập phương tam bảo hằng hà sa số nhất thiết chư Phật chư đại bồ tát chư hiền thánh tăng kim liên tòa tam giới thiên chúa tư phủ vạn linh công đồng đại thế ngọc bệ hạ thiên địa thủy nhạc tiên tứ vị hùng nương ngũ vị hoàng thái tử vương quan chư vị khâm sai tiên vi công chúa cung quyết hạ Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Ưng Đạo Đại Vương Sắc Phong Cửu Thiên Phó Đế Ngọc Bệ Hạ Nhạc Tiên Tượng Ngàn Thánh Mẫu Lê Mại Đại Vương Hiệu Viết Bạch Anh Quản Trưởng Sơn Lâm Sơn Trang Công Chúa Lâm Các Hạ Bản Từ Phụng Tư Tả Văn Quan Hưu Hoa Tướng Bộ Hạ Linh Quan Vị Tiền Cung Vọng Phục Nguyện Các Giá Hội Đồng Tôn chắc giáng thung dung giá ngự thứ tự quang lâm tá khẩu thông truyền hội đồng chuẩn nạp tân đồng đệ tử Trần Thị Bích Liên kim nhận thừa tưởng vọng chuyển phong vân như tâm tinh quyền minh trường thời hợp cách thành đồng khai nhẫn nhĩ như thông truyền chỉ phán nhất tân kiến pháp vạn bội thừa nhan đắc mộc thánh ân bất thắng khinh thiết bình dính chi chi cẩn sơ thiên vật giáp thìn niên xuân thiên chính nguyệt hạ tuần chấp nhật đệ tử khâu thủ hòa nam thượng sơ bách bái. Hà bút vi khai xin nhãn hà bút vi khai can viên chữ tướng người đào lai đủ trì tả sai bình đồ bình tùy hiếu sai binh mã xa đi ầm ầm nằm cờ sai chân lắm thương dâng la sứ hùng đôi bay dâng la sứ hùng để trước công đồng phật thành chứng minh đệ tử dâng sứ lên trình chứng tâm ngày hôm nay ta độ âm ta độ dương
có cho buôn may bán đắt, gặp chúng bạn gặp bạn, gặp vạn sự lành, đi tươi về tốt, đi lũ về hoa, nở cành xanh ngọn, chớn cơ quan có lời ăn tiếng nói, thông minh trí tuệ hơn người ha. Chứng tâm cho chủ nhà đồng đền, sáng thay hoa chiều lọc nước, ông cho được tăng phúc tăng thọ. Chứng tâm cho pháp sư sớ sách sớ văn rạch ròi, không sai một lách, không thiếu một chữ, về đầy thần tam tứ phủ, về cửa đương ta ha. Chứng tâm cho cung văn đầy tiếng hát, đàn hay hát giỏi, rõ nét từng câu thì bóng, đức ông giáng ứng đầu đồng, họ Nguyễn phá truyền mà linh ứng ha. Chứng tâm cho tay Quỳnh tay Quế làm đẹp cửa ông cũng ban công, ông cũng ban thưởng. Chứng tâm cho đồng anh lính chị, đồng chị lính em, dân thôn bản hạt ở nơi đây, già được mạnh khỏe mà trẻ được bình an, canh đàn khóa lễ khi trở ra về các làm với chi thường ha. Thanh xa hồi cùng đôi chân thì mở mang lam hải, đức đề tạm dòng dõi kim chi cùng hoa hải đường, thần tiên vương cô để nhật thức mặt đường là đất trầm oanh thanh giang hồi cùng đề nhị đại hoàng tấu vương cô tên gọi đại hoàng thông minh chính trực nghề đảm đang trong chiều thanh giang hồi cùng từ mưa trống ra ngoài cửa suốt từ mờ chiếc nôi cô mẹ có lá cờ phù phong thanh giang lãng lãng xa trông nghe bể đào lãng lãng xa trông thuyền dòng cầu bé trở về cửa thanh giang đắc đạo chân như chú vườn đắc đạo chân như sắc phóng diệu tín thiền sư anh á hùng tiên thánh thượng ngàn xanh hùng vĩ cảnh đồng sơn tua khi chúng linh lối đời làm chùa sơn tinh lối đời làm chúa sơn tinh 36 đồng huyền thanh trong tay dòng hò hà xưa nay hào kiệt ứng mông thần man nguyện khai hoa sinh ra một đấng kỳ tài lượng thao tuyết sương
đã nhuộm mà đang. Chuyện các tướng sơn trang thành sư bạch tướng hồ lang về chầu ngày hôm nay thành kinh kêu cầu cố bạn cùng với một câu diệu tâm cầu non châu quê có sự chăm ý thầy cho xuống núi để mà cứu dân tìm cha mẹ báo ơn từng dùng sau vì đời ngang dọc ra tay ý à. Bài sai đố chịu lùng cung là ngân làng ái vốn dòng sơn trang chúc băng già ý à. Giờ thôi dâng núi dâng hình các làng các bộ chứng tâm nên lòng thành để từ con dâng núi dâng hình ý à. Diệu quang minh chứng đàn xin nga tích tăng cũng sang bình thường hòa thân cận thánh chúa tiên trung ương ý à. Vì soi về tòa sơn trang soi trong làm việc soi về bán đến đây soi cho quốc thái dân cường soi trong làm việc bốn phương thái hòa soi gần chúa lại soi xa cho chung làm bạn bốn mùa thêm tươi anh đúc tin sáng tỏ xa gần ý à. Luyện tám tướng nào chiêu thân lục giáp lục đinh tề thiên độc cước công anh nghi huyền đàn chiều các bộ sơn trang hương mát ngự trên mình bạch tường thiên sứ chúa mường đắc đào ô trơn như sắc phong diệu thiên thiên sứ anh hùng
bảo chân như sắc phong diệu tín thiền sư anh hùng chúa diệu nghĩa hồ phong hoàn vũ mười kim cương bát bồ tùy thân nhân sừng sỏ sắc nê tướng tam danh ý à. Sò sắt ni tướng tam danh thiên triều bắc quốc đại minh hồi đàn mời thổ địa đại vương trần huệ lệnh thành hoàng cảnh về đương ni hiến nhập ni đàn hồ hợp ni thiên vương ý à. Bồ bầy lưới sắt bốn phương nghi hồ đàn thịnh tam tướng sơn trang các bộ đỗ trinh cùng nghi đỗ bích đỗ trung nghi đỗ trương đỗ triệu đỗ công đỗ cường đỗ dung anh hùng ai đã kim ngân sứ điệp dâng lên trước trinh phật thánh sau trinh vô cha chỉ lên các phù cảm tòa ý à. Dầu trình lĩnh mới dâng ra trước trình phật thánh sau trình vua cha chỉ lên các phù cảm tòa ý à. Cũng được bình an tức thì chú bệnh khỏi rồi chú chẳng có lấy chi ý à. Ai mà thân thể bất an chú cho lá thuốc trên sân trang khỏi liền đi cứu người giờ dài giờ đi hiền ý à. Giờ dài giờ điên giờ dài cũng khỏi giờ điên cũng lành chân nê cái lược dặn đại sách ý à. Lòng tài chú mới ban ra bốn phương hội họp đi đã cho tiền tốt lụa dày công lực cho lắm vì đấy vàng nhiều bạn cho dài nhật gian nhiều công lực cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đồ còn nhà khói phụng thờ ý à. Bến non vườn rừng hoa ngát quả ngọt nhà vườn rừng nghe hoa ngát quả Đức Chúa mừng phục chỉ tin cung ý à. Ừ.
đạo thần thông, ân chiêm pháp ruộng nghe đông nở hoa. Trích điên ngọc cầm cá mây khúc, dâng lên người già khúc lưu ân. Nước non sân lại hồi xuân ý à. Tam vị chúa mừng dâng văn, tam vị chúa mừng. Nước Việt Nam có ngàn đông lộ sử Bắc Kỳ, có núi Tây Thiên soi truyền thiên hạ ứng ta niên. Tâm nay lòng thành
để từ con dâng núi dâng đền ý nghĩa. Đêm đêm đốt đuốc soi đường, xa nghe thấy tiếng thú rừng gọi nhau. Kim ngân giữ điệp dâng lên, trước trinh phạt thành sau trinh vua cha. Trinh nhã lên các phù cảm tòa ý nghĩa. Anh đăng tòa sáng sáng soi trong đền, đẹp làm sao. Anh đăng tòa sáng soi trong đền, soi trong đền đẹp làm sao. Sáng ra người tiền đường bay bay về ấy bạn đến đây. Sáng ra người tiền đường bay bay về, bay bay về bạn đến đây. Dày bông lộc cho lắm vì đấy ca nhiều, ban cho đông dài nhật gian nhiều ý nghĩa. Ban cho dài nhật gian nhiều, bụng lều cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đồng còn nhà khói phụng thờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm. Lý thanh cao mọi thứ nở hoa, cánh lên thay điệp bà xa. Ai cũng mong được đến đền thiên, trước là lễ Chúa Tây Thiên. Trước là lễ Chúa Tây Thiên, sau là vạn cảnh thiên nhiên hiểu. Hồ Giang Văn tên Chúa Huyền Hồ, Bắc Giang Yên Thế Hương Đông Cứu Dân.
người đi tập lập ở đôi bên xa. Ngựa ngồi cao sầu sầu nẹt mặt mà chiếc gầy xóm dừng ở phía sau xem bói bằng lá trầu quả cọc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đời đời giàu sang. Oh,
công ơn đức rất lập nên thờ như đến thờ chỗ cánh đường uống lộ rồi đi vào thu ngũ thanh đăng sơn có lối ra chiêm bái đệ tử muôn phần tốt tươi đồ
đường tiến thầy hết bụi trần. Thanh cao sợi lại mười phần để thanh cao Chúa con.
phụ sáng sinh vào thời Lý Nguyên, nước Nam thời loạn lạc binh đa, muôn dân trăm họ lầm than.
dựng lên nón hai nghìn nốt tốt tươi thuyền bè, xin nhận lấy chữ hề đơn bạc được cho thanh đồng hương vương hạ xa. Đền chứng lễ chứng tâm mở cung tay lộc cho đông nghề tốt tươi, đổ cho tay lộc và hơn người ý. Tốt lụa xanh bồng lộc cho lắm vì đây càng nhiều, bạn cho dài nhật san nhiều, bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, đệ tử gọt nhà khói phụng thờ ý. Vì làm cô mẹ thao điện bà chúa kho, giáng sinh thời, giáng sinh vào thời Lê Nguyên, nước nghe làm gặp hạt đạo binh nhân ý. Xa tay dung nước phù đời, chiêu dân lập ập trên vùng núi kho, hương nữ nhi anh hùng quả cảm, hiến lòng vàng cho đường nghĩ cho dân ý. Lục tài chúa mới ban ra, bốn phương ngồi họp để đá tháng ngày, ban cho thì tốt lụa say, bồng lộc cho lắm vì đây càng nhiều, bạn cho dài nhật gian níu, bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, thành đồng còn nhang khói phủ thờ ý.